Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Đến hẹn lại lên và buổi tối ngày hôm nay, em Hiền Kim lại xin phép lên sóng báo giá trực tiếp trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương, Luxury Car Hải Dương, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, anh, các chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào, xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline 0978 607 555. Hoặc nếu có thời gian thì anh chị ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Ngày hôm nay thì em có về thêm một chiếc Hyundai Accent 2020 số tự động này, biển 12 Lạng Sơn này. Em về thêm một chiếc 2019 bản đặc biệt 1.4 ATH này, 2019 đấy. Và em thêm một chiếc Vios bản G 2018 số tự động, xe mới chạy có 3 vạn thôi. Và ngoài ra em đang có thêm hai chiếc Toyota Vios, một chiếc màu bạc cũng 2018 và một chiếc 2020. Thêm hai chiếc xe Vios số tự động nữa cũng đang trên đường về nhá. Các bác, anh, các chị cứ theo dõi, nếu mà mình thấy phù hợp mẫu xe nào thì nhấc điện thoại và gọi trực tiếp cho em đến số hotline, hoặc anh chị có thời gian thì ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ ủng hộ cho em. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé. Em chào anh Kem Tiến Thành. Anh ơi, Fortuner em còn một chiếc máy dầu 2016. Em chào anh Tuấn Nguyễn nhé. Em chào anh Nguyễn Song Toàn. Em chào bác Nguyễn Huỳnh. Em chào anh Giai Nguyễn Hưng Kèn. Accent em có màu trắng, có màu đỏ số tự động, màu trắng số tự động. Vios thì em đang có màu vàng cát, xe đi 3 vạn, đang có mặt tại cửa hàng. Và ngoài ra thì em có thêm màu bạc 2018 cũng số tự động, mà em về có thêm cả màu trắng 2020. Thì để các anh các chị không phải chờ đợi lâu thì em sẽ báo giá tất cả những cái mẫu xe mà ngày hôm nay đang có và đang bán. Em chào anh Nguyễn Bình nhá. Em chào anh Phạm Chiêm. Mazda 3 thì hiện tại em đang tạm hết rồi. Các bác xem kênh của em thì ấn nút like, ấn nút chia sẻ, tương tác giúp em Hiền Kim ạ. Chào bác Lê Ngọc Quang. Em chào anh Nguyễn Quỳnh. Cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Đợi mọi người vào đông đông thì em sẽ báo giá lần lượt tất cả những cái mẫu xe có mặt tại showroom ngày hôm nay ạ. Em chào anh Hùng Thợ Xây. Anh ơi, Xpander thì em chưa có, nhưng mà em có thêm một chiếc xe Kia Rondo máy xăng 2018 giá khoảng tầm 435 triệu màu trắng. Thì chiếc xe đấy cũng đang trên đường về, 7 chỗ đấy ạ, số sàn Kia Rondo, xe cũng đang trên đường về. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu để các anh các chị cùng tham khảo là chiếc xe Toyota Vios. Nếu các anh các chị đang cần một chiếc xe chất thì chúng ta cùng tham khảo chiếc xe này nhá. Đừng so sánh giá với một chiếc xe lỗi, bởi vì chiếc xe này 2018, sơn zin còn gần như cả xe, và xe mới đi có 3 vạn thôi ạ. Xe mới đi có 3 vạn, lốp còn zin theo xe, lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Em đang chào bán là 495 triệu. Đây, các bác yêu thích xe đẹp, xe chất thì chúng ta cùng tham khảo. Bởi vì chiếc Vios nhà em rất là ít lấy, nhưng mà lấy chiếc xe nào phải chất, phải chạy ít em mới lấy cơ. Chiếc xe này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó 5 đến 6 lít trên 100 cây. Vios bản G đây ạ. Các bác quan tâm Vios bản G đây. Rất là đẹp luôn. 495 triệu. Màu đen em chưa có, nhưng mà em có màu trắng và màu bạc cũng đang trên đường về. Cảm ơn anh Hạnh Sùng nhá. Màu đen, hai chiếc Cerato màu đen thì hôm nay em đều bán cả hai rồi. Đây, lốp sơ cua còn chưa dùng tới, dàn lốp còn nguyên bản theo xe. Chiếc Vios này thì đẹp xuất sắc luôn. Sơn còn zin còn gần như cả xe luôn ạ. Em đã nói rồi, với chiếc xe này thì chúng ta, nếu như thực sự các anh các chị quan tâm chiếc xe đẹp, chiếc xe chất thì chúng ta cùng tham khảo qua. Em sẽ quay kỹ một chút nhá. Ngoài ra trên trang fanpage em cũng đã up tải hình ảnh chi tiết cụ thể. Hoặc các bác gọi điện hoặc nhắn qua Zalo, em sẽ gửi full video chi tiết cho ạ. Em cũng đã up tải video lên YouTube ô tô Hiền Kim Hải Dương, hoặc là trên trang fanpage đầy đủ. Quá đẹp luôn. Chiếc Vios này thì chẳng có cái gì để mà chê cả, chỉ là chúng ta có thích hay là không thích thôi ạ. Accent màu đỏ, màu trắng em có hàng. Cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em. Xe mới đi có 3 vạn thôi. Lốp còn zin theo xe hết, và sơn zin còn gần như cả xe. Xe này thì một chủ chính chủ, một chủ từ đầu.
máy dầu số tự động thì hiện tại em lại chưa có anh ạ. Cảm ơn anh chị Lê Mai. Cerato 219 đang tạm hết Dương Ca ơi. Anh Hùng Thở Xây check tin nhắn giúp em Hiền Kim nhá. Em chào anh Hạnh Sùng. Cảm ơn anh Nguyễn Trường. Accent 19 em có hàng, anh chị giữ máy luôn. Fortuner 16 máy dầu em đang chào bán chiếc xe đấy là 685 triệu anh ạ. Em chào anh Giai Nguyễn Đạt nhá. Các bác chia sẻ giúp em. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios số tự động 2018 màu vàng cát 1.5 bản G. Xe chạy 3 vạn, lốp còn zin theo xe cả dàn, lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Và chiếc xe này thì sơn zin còn gần như cả xe, full lịch sử hãng đầy đủ. Em cam kết đảm bảo cho các bác đi test, đi kiểm tra thoải mái luôn. Thuê thợ mang ra hãng hay mang bất kỳ đâu, anh chị cứ đi kiểm tra. Em đang chào bán chiếc xe này là 495 triệu, giá xe vẫn có thể lộc lá thêm được một chút nữa. Các bác vừa hỏi em là City đây ạ, em có Accent, em xin lỗi. Accent 2020 này, biển 12 Lạng Sơn, Accent ATH màu đỏ 2019 đây ạ. Đấy, các bác anh các chị quan tâm Accent, Accent em về, hôm xưa em về gần 10 chiếc Hyundai Accent mà em bán sạch luôn, không còn một chiếc xe nào. Và hôm nay em lại tiếp tục về thêm 3 chiếc Hyundai Accent nữa. Anh Trần Hùng Xuân ơi, chiếc xe Vios em đang bán là 495 triệu. Santa Fe chưa có anh ạ. Các anh các chị nhìn giúp em này. Dòng xe gầm cao mà tại thời điểm này em không còn một chiếc xe nào. Nhà em hết sạch luôn, các anh các chị nhìn nhá. Một dãy xe gầm cao mà không còn một chiếc xe nào. Chiếc Tucson này em cũng đã nhận cọc khách rồi. Hôm qua về chiếc Tucson màu trắng, khách cũng đặt cọc và lấy luôn xe rồi. Đấy, những dòng như Tucson rồi Kona hết sạch luôn mà có mua được đâu. Thời điểm này xe nó cao quá. Anh ơi, chiếc Vios em đang quay là 495 triệu, xe mới đi có 3 vạn thôi ạ. Nếu mà anh chị quan tâm chiếc Vios thì em sẽ đợi em một chút, em sẽ quay lại nhé. Tiếp tục một chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe này là bản đặc biệt ATH. Các anh các chị phân biệt giúp em này, giữa cái la răng của bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn thì cũng khó nhìn thấy cái sự khác nhau rồi. Bản đặc biệt của nó là la răng hợp kim 5 chấu. Chiếc màu đỏ này là bản đặc biệt ạ. Còn chiếc màu trắng này là bản tiêu chuẩn. Đấy, cái đầu tiên để chúng ta nhìn thấy cái sự khác biệt ở phía ngoài là hệ thống la răng. Chiếc xe này Hyundai Accent bản đặc biệt 2019 1.4. Bản đặc biệt thì la răng của nó là 5 chấu hợp kim này, cửa sổ trời đầy đủ này, rồi là cân bằng điện tử này, điều hòa tự động. La răng 17 inch. Em đang chào bán chiếc xe này là 505 triệu. Xe mới chạy có hơn 4 vạn thôi. Đấy, các bác cùng ngắm và cùng tham khảo qua nhé. Fortuner giữ máy giúp em. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Các bác anh các chị đâu hết rồi? Mọi người đang xem thì chia sẻ giúp em nhá. Đây, Hyundai Accent bản đặc biệt màu đỏ. Số sàn màu đỏ thì em lại chưa có. Bản đặc biệt đây ạ. Cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Mỗi các bác anh các chị đang xem chỉ cần ấn một nút chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang cá nhân giúp em Hiền Kim. Nội thất da nguyên bản ạ. Chiếc xe này là nội thất da nguyên bản. Xe chạy 4 vạn. Điều hòa tự động, màn hình tự động này. Cửa sổ trời, màn hình đầy đủ. Có cam lùi đầy đủ chiếc xe này. Cửa sổ trời nhá. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Bản đặc biệt thì nó sẽ có đầy đủ hết ạ. Xe chạy 4 vạn. Chiếc xe này bên em đã rút hồ sơ cầm tay về tại Hải Dương rồi. Là xe mua thì các anh sẽ có hồ sơ để mình về bấm biển luôn. Vios màu vàng cát, anh chị giữ máy một chút, em sẽ quay lại chiếc Vios màu vàng cát ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe này là sản xuất 2019 bản đặc biệt 1.4 ATH, bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Accent. 2019, xe chạy 4 vạn bản đặc biệt, em đang chào bán là 495 triệu. Giá này em vẫn có thể lộc lá, có thương lượng lên một chút nữa. Và các bác anh các chị nếu có thời gian thì chúng ta ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi cho em qua số hotline là 0978 607 555. Xem kênh của em Hiền Kim thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé.
Và tiếp tục một chiếc Hyundai, nếu như anh chị không thích xe màu đỏ thì em có luôn một chiếc xe màu trắng biển 12 Lạng Sơn, xe chạy 3 vạn cũng vừa về. Và qua chiếc Hyundai Accent màu trắng này thì em sẽ quay lại chiếc Vios để anh chị cùng ngắm và cùng tham khảo. Ok anh Kem Tiến Thành, anh giữ máy giúp em một chút. Mà Vios là số tự động, em xin phép cả nhà nhá. Bởi vì là anh Kem Tiến Thành, anh ấy comment cho em lúc em like đầu tiên và anh ấy muốn xem chiếc Fortuner, nên em xin phép các anh các chị cho em nhường máy một chút. Đây ạ, anh Kem Tiến Thành còn giữ máy không anh ơi? Nếu mà anh còn giữ máy và còn nhìn rõ ok hình ảnh thì anh comment giúp em nhé. Accent bạn đặc biệt em có màu đỏ 19 đấy ạ. 250 triệu i10 em không có. Accent 2020 em có. Vios em có số tự động anh ạ. Vios vàng cát giữ máy giúp em. Accent màu trắng giữ máy giúp em. Anh Kem Tiến Thành còn giữ máy không anh? Anh hỏi em chiếc xe Fortuner máy dầu. Em xin phép các bác nhường máy một chút cho bạn anh xem nhé. Chiếc xe này là 2016 bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi. Em đang chào bán chiếc xe này là 685 triệu. Giá này em vẫn có thể thương lượng được thêm một chút nữa. Anh chị có thể xem trực tiếp ạ. Nếu mà anh nhìn quay video mà không được rõ thì anh cứ nhắn tin là gửi cho anh thông tin của chiếc xe Fortuner. Thì em sẽ kết nối Facebook, nhắn tin qua Facebook hoặc kết nối Zalo thì em sẽ gửi đầy đủ anh nhé. Đấy, xe này thì đã có sàn 5D này, có màn hình Android này, có cam lùi đầy đủ, nội thất ghế da. Nguyên của dòng Fortuner này thì nguyên bản của nó là ghế nỉ ạ, không có ghế da đâu. Honda Civic anh Lê Tuyến Điệp có hàng giữ máy luôn giúp em nhé. Em xin đọc lại thông tin chiếc Fortuner cho anh Kem Tiến Thành cùng tham khảo. Chiếc xe này là 2016, một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi. Máy dầu ạ, chiếc xe này là máy dầu sản xuất 2016, một cầu số sàn. Em đang chào bán tại showroom là 685 triệu. Giá xe vẫn có thể thương lượng lộc lá thêm một chút nữa. Các bác, các anh, các chị nào có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc xe Fortuner này thì xin vui lòng gọi trực tiếp cho bên em qua số hotline là 0978 607 555, hoặc đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Honda Civic em có, nhưng mà trước khi quay chiếc Honda Civic, em xin phép quay chiếc Hyundai Accent màu trắng, bởi vì là các bác ấy vào đầu ấy. Anh Tiến Thành có thể tham khảo nhá, nếu mà cần chi tiết thì cứ nhắn cho em. Vios vàng cát có anh ơi, Vios vàng cát quá đẹp luôn. Nhập từ Vĩnh Phúc về. À, Vĩnh Phúc thì hôm nay không có con nào, có mỗi con Accent đó. Em mua được 3-4 ngày biển Vĩnh Phúc đây anh. Anh yên tâm đi, anh mà muốn mua xe ngập nước là phải tầm tháng nữa mới mua được. Bây giờ không ai lôi từ dưới nước lên mà bán được cho anh đâu. Nên là thời điểm này anh chị mua xe thì chúng ta mua đi này, đỡ phải sợ là xe tai nạn, xe ngập nước. Bởi vì là ngập nước muốn bán thì người ta cũng phải xử lý đúng không? Tháng, vài tháng nữa thì người ta mới bán được chứ. Làm sao lôi con xe ngập nước mà hôm nay đã lên mà bán được, có mà tài thánh cũng không làm được. Nên là chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, hiểu rõ về chuyên môn, hiểu rõ về tất cả các loại xe và hiểu rõ quy trình thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn rất là thông minh. Atis màu đen em chưa có anh ơi. Các anh các chị quan tâm chiếc Fortuner thì chúng ta cứ đến trực tiếp đi hoặc gọi điện qua số hotline nhé. Vì bây giờ em lăng like bài thì anh các chị có mặc cả thì em cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì là một cái xe anh chị mua ấy thì chúng ta còn rất là nhiều các khâu. Thứ nhất là em bán cho anh chị, chúng ta sẽ làm việc với nhau qua điện thoại, qua Zalo, sẽ nhắn tin tương tác rất là nhiều. Và tất cả các phương thức mua bán của bên em đều có văn bản cam kết. Anh chị lấy xe về có quyền mang đi test hãng, lỗi bên em có trách nhiệm đền bù, hoàn tiền 100% chi phí bên em chịu. Xe không lỗi thì anh chị thanh toán tiền cho bên em. Làm việc rất là rõ như thế luôn ạ. Chứ không phải là mình sợ thế nọ thế kia đâu. Tất nhiên là ai mua xe cũ thì cũng chả sợ, bản thân em còn sợ đây. Anh Kem Tiến Thành ơi, bên em có vận chuyển toàn quốc anh ạ. Nên là anh cứ theo dõi đi. Và kết thúc like thì em sẽ nhắn đầy đủ thông tin cho anh nhé. Tiếp tục một chiếc Hyundai Accent. Qua chiếc Hyundai Accent này thì em xin phép cả nhà cho em quay chiếc Vios bản G lại một chút. Và chiếc Civic, vì các anh các chị cũng comment rất là nhiều là muốn xem lại. Nhưng mà các bác ủng hộ cho em Hiền Kim bằng cách ấn nút chia sẻ cho em ạ.
Dạo này Facebook nó bóp tương tác kinh quá nên là em không nhìn thấy các anh các chị đâu. Đúng rồi anh ơi, không phải giọng Hải Dương. Giọng em là giọng miền Trung chính hiệu đấy anh ạ, nhưng mà hơi lai lai một chút ở miền Bắc rồi. Tại vì nếu mà em nói giọng chimô đang rứa là các anh các chị không nghe thấy nói gì đâu, nên là cũng phải pha một tiếng ít từ phổ thông thì anh chị mới nghe được cái phát âm của bên em. Chứ nếu mà em dùng từ địa phương là anh chị không nghe được đâu ạ. Một chiếc Hyundai Accent này, chiếc xe này biển 12 Lạng Sơn, xe mới về tại cửa hàng em. Đăng kiểm phí đồng đăng kiểm còn đến tháng 5 2023, chiếc xe này biển 12 Lạng Sơn các bác nhá. Đây ạ, biển 12 Lạng Sơn, Hyundai Accent số tự động. Xe mới chạy có 3 vạn thôi ạ. Em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 508 triệu các bác anh các chị, nếu như yêu thích chiếc xe 2020 số tự động này. Rất là đẹp luôn. Vios 2018 giữ máy giúp em Hiền Kim một chút thôi. Cảm ơn anh Tinh Tuân Nguyễn nhá. Em cảm ơn anh cô hàng gia dụng Sơn Thu. Anh Việt Trần ơi, Vios thì hiện tại hôm nay em về màu vàng cát. Và đang trên đường về thì em có màu bạc và màu trắng anh ạ. Còn màu đen thì lại chưa có con Vios nào. Ngày hôm nay em lại mua thêm được hai chiếc xe Vios nữa. Đang trên đường về em cũng đã phun tiền cho anh em thợ rồi. Là một chiếc 2020 màu trắng, xe mới chạy có 1,7 vạn thôi. Và một chiếc xe 2018 màu bạc, xe chạy hơn 5 vạn. Thì hai chiếc xe đấy cũng đang trên đường vận chuyển về tại showroom của bên em. Thì anh chị vui lòng đợi một vài hôm ạ. Còn đây là chiếc Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động. Chiếc xe này vẫn còn nguyên bảo hành hãng, xe mới chạy có 3 vạn thôi. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo là 505 triệu, biển 12 Lạng Sơn. Hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Ok anh Phạm Cường. Innova, anh ơi Innova em là em hết sạch, Mazda 6 em có, Mazda 6 em có nhá. Trước khi di chuyển sang chiếc xe Honda Civic Mazda 6, em xin phép cả nhà cho em quay lại chiếc Vios. Đây là em xin phép các bác xem từ đầu này, bởi vì là em cũng biết là một vài anh chị xem từ đầu buổi live không bỏ một lần nào luôn, không bỏ một phút nào luôn. Nên là em xin phép các bác xem từ đầu kênh đến bây giờ, cho em dừng lại 2 phút, em quay lại chiếc Vios. Bởi vì rất là nhiều các anh các chị vừa vào lại nghe em nói qua nhưng mà chưa biết thông tin cụ thể như thế nào. Thì chiếc xe Vios này, em nói một câu này, nếu như các anh các chị cần xe đẹp và xe chất và đang đúng cái nhu cầu mà anh chị tìm Vios, thì các anh các chị, em nói một câu chân thành luôn là nên tham khảo chiếc xe này. Bởi vì xe mới đi có 3 vạn thôi, lốp còn zin theo xe hết và lốp sơ cua chưa dùng tới, sơn zin còn gần như cả xe. Em chỉ nói vậy thôi là anh chị biết chiếc xe này nó đẹp như thế nào. Keo chỉ không mất một phân nào. Em cho anh chị mang ra hãng, mang ra thợ test, nếu mà tìm ra được một lỗi em cho thêm tiền. Đấy, tìm ra được một lỗi em cho thêm tiền đi về, không cần phải mua nữa. Đây là xe rất là chuẩn luôn. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Bởi vì là Vios, các anh các chị theo dõi nhà em đấy ạ, em cũng rất là ít làm. Bởi vì là chọn lựa nó rất là kỹ. Bởi vì những cái dòng này á, cứ phải chọn cơ. Xe già, xe chạy nhiều em chả lấy làm gì cả. Đấy, lốp còn nguyên theo xe hết, đầy đủ. Xe thì đẹp, mỗi tội là mạng cứ giật giật thôi. Nên là like cũng rất là khó chịu. 495 triệu các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe này rơi vào tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Các bác nào vừa hỏi vài ớt thì vào luôn giúp em. Anh ơi, chiếc xe này là số tự động ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động, sản xuất 2018, chính chủ một chủ từ đầu, xe chạy 3 vạn, full lịch sử hãng cho các bác các anh chị luôn. Các bác, chiếc xe này chủ rất là chăm xe, người ta rất là cẩn thận, rất là giữ xe và xe không có một lỗi nhỏ. Em đang chào bán là 495 triệu. Các bác anh các chị có nhu cầu tham khảo, quan tâm chiếc Vios này thì xin vui lòng ghé vào showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác anh các chị ở xa không về được thì cứ làm việc qua điện thoại, bên em sẽ có dịch vụ vận chuyển giao tận nơi. Lên đến tỉnh của anh chị thì chúng ta mang ra hãng, ra thợ test, ok xe đẹp, xe chuẩn thì các anh các chị mới trả tiền. 495 triệu anh ơi.
Atit 2014 em không còn ạ. Máy dầu gầm cao. Máy dầu gầm cao em chỉ còn duy nhất một chiếc xe Fortuner bản 2.5 một cầu thôi. CRV em bán rồi anh ơi. Chiếc CRV 2014 hôm qua khách Quảng Trị ra xem xe và lấy xe full tiền cho bên em rồi. Nên là CRV em đang tạm hết. Vừa các bác hỏi em là muốn xem chiếc Honda Civic và chiếc Mazda 6, chiếc Cerato màu vàng cát, Cerato màu trắng. Nên là các anh các chị xem luôn giúp em này. Một chiếc xe Honda Civic dành cho bạn nào vừa quan tâm đây ạ. 2018 bản 1.5L Turbo. Các anh các chị lưu ý nhé, đây là phiên bản Sport, phiên bản thể thao 1.5L Turbo. Không phải bản G, cũng không phải bản E. Đây là cái phiên bản này, nó rất là đắt tiền. Tại thời điểm này thì nó vẫn là phiên bản đắt tiền. 1.5L Turbo 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc, biển 34 Hải Dương, chạy 4 vạn. Lốp còn zin theo xe đầy đủ. Và chiếc xe này thì chủ đã độ bô thể thao on-off này. Rồi là lên sàn 3D này, màn hình Android này, loa âm thanh này, camera 360 độ. Chiếc Honda Civic này thì bên em đang chào bán có giá tại showroom là 725 triệu các bác nhé. Bên em có bán trả góp ạ. Cerato anh Hùng Chu giữ máy. Fortuner máy dầu 2016 em đang bán là 685. Còn đây là chiếc Honda Civic cho các chị cùng tham khảo đây ạ. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là 2018 1.5L Turbo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Màn hình Android đầy đủ, camera 360 độ vòng quanh xe, sàn 3D, rồi âm thanh, phanh điện tử, bô on off. Với chiếc xe này thì thực sự là em chỉ nói một câu là chúng ta có thích hay không thôi. Anh chị cân đối tài chính có vừa cái nhu cầu của mình không thôi. 700 triệu có một chiếc xe nhập khẩu đời lại cao. Thì mà với chiếc xe này nè, nếu anh chị nào mà chất chơi một chút, chúng ta về độ lên ấy, độ vè rồi là độ nhìn nó đẹp lắm. Có nhiều người ta làm cái vè, những cái vè gió nhìn nó rất là, hoặc là đuôi cánh gió, nên chiếc xe này nó nhiều người ta về độ lên nhìn nó rất là chất chơi. Mà chiếc xe này thì chủ chỉ là lên đồ chơi ở phía trong như là màn hình Android cam lùi 360, rồi là âm thanh, rồi bô on off, còn ở phía ngoài thì người ta vẫn để nguyên. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Honda Civic. Chiếc xe này là bản 1.5L Turbo, xe nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, biển 34 Hải Dương, chạy 4 vạn, lốp còn zin theo xe đầy đủ. Em đang chào bán là 725 triệu các bác nhé. Hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Các bác hỏi em là Cerato có không? Em có đây ạ, Cerato này. Em có màu vàng cát, có màu trắng, màu đen thì... hai con hôm nay là khách đều nhận cả hai rồi. Một con 2018 thì khách full tiền rồi. Còn 2017 thì khách đặt cọc rồi. Màu đen thì em hết hàng nhá. Em chỉ còn màu trắng và màu vàng cát Cerato ngày hôm nay thôi ạ. Cảm ơn anh Cường Thịnh ạ. Anh ơi tầm 200 thì bên em không có hàng. Cảm ơn anh Phạm Tuấn Đào Phạm nhá. Các bác anh các chị xem kênh nhớ chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Mọi người chia sẻ ủng hộ cho em. Thỉnh thoảng vào tương tác với nhau một chút cho nó tình cảm các anh các chị ạ. Các bác vừa hỏi em chiếc xe Kia Cerato màu trắng còn không ạ? Màu trắng, màu vàng cát em còn hàng. Các anh các chị nào quan tâm chiếc xe Kia Cerato thì vào luôn giúp em này. Chiếc xe này là sản xuất cuối 2017. Nó là 2017 nhưng mà là cuối nên anh chị phân biệt giúp em nhé. Nếu đầu 2017, 2016 thì cái la răng của nó chụm vào nhau. Nhưng mà... sang cuối 2017, form 2018 thì cái la răng của nó là la răng xoắn này. Chiếc xe này là đăng ký 2018 Kia Cerato số tự động bản 1.6, xe chạy 5 vạn, nội thất như mới luôn. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo. Có giá tại showroom là 520 triệu. Cuối 2017 và đăng ký 2018. Anh ơi, chiếc Vios bản G là 495 anh Phú Lâm ạ. Chiếc xe đấy thì đẹp xuất sắc luôn anh ơi. Em có đăng ở trên kênh của em. Kênh các chị gõ cái từ khóa này, cả nhà giúp em nhá. Ô tô Hiền Kim Hải Dương. Đấy, mọi người có cái logo là chữ HK màu đen. Thì em đăng chi tiết chiếc Vios này. Nhiều lúc em hay chém gió nên em có đăng kèm cái ảnh của em. Đấy, em đăng rất là chi tiết từ em chụp từ cái lốp này.
từ cái cần số vô lăng. Nên là anh chị vào trên kênh của em đi, em đăng chi tiết chiếc vây ớt rồi thì anh chị có thể vào tham khảo nhé. Như đây là chiếc xe này là Kia Cerato số tự động 2017 và đăng ký 2018 bản 1.6. Em đang chào bán là 520 triệu. Anh ơi, 7 chỗ thì hôm nay em có Fortuner máy dầu, em có một chiếc Kia Rondo số sàn máy xăng ngày mai về, giá khoảng tầm hơn 400. Quá đẹp luôn, cho cả nhà mình cùng tham khảo đây ạ. Kia Cerato số tự động, sản xuất cuối 2017, đăng ký 2018. Rất rất là đẹp luôn nhá. Em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo, có giá là 520 triệu. Rất là đẹp ạ. Tiện ở đang ở Kia Cerato, em sẽ quay luôn chiếc xe màu vàng cát. Nếu như anh chị hợp phong thủy màu vàng cát thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe Kia Cerato màu vàng cát đấy ạ. Chiếc xe này là 2016. Em đang chào bán là 495 triệu. Đây, 495 triệu. Cũng hơi thiệt thòi cho các anh các chị, thời điểm này mua xe thì giá nó cũng hơi cao thật. Cao hơn so với trong Tết khoảng tầm 20 triệu, 15-20 triệu. Mà bản thân bên em nhập vào cũng cao hơn 15-20 triệu. Có những chiếc xe em mua hẳn cao, như dòng Cerato này, có những con em mua hẳn 20 triệu mà bây giờ không mua được. 2019 em nói với các anh các chị nhá, trong Tết 2019 bản Luxury em bán ra có 550 triệu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay em hỏi em mua lại của anh em thợ nhá, trong Tết em bán có 550. Mà tại thời điểm này anh em thợ chào lại nhà em chiếc Kia Cerato bản Luxury 560 triệu. Thì mọi người bảo là em mua làm sao được, bán làm sao được. 2020 trong Tết em bán có 580 triệu. Mà thời điểm này anh chị chào khách thợ hoa tiêu chào bên em là 580, 585 giá mua vào 2020 bản Luxury. Mua làm sao được anh chị? Bán làm sao được ạ? Nên là khó lắm. Xe thì chắc chắn là không có rẻ đâu. Nên là mọi người đừng có nghe cái ông nào xui dại là đợi giá rẻ rồi mua. Đấy, các bác năm ngoái giá rẻ các bác không mua, năm nay cao lên đấy. Mà tiếp tục lại sẽ cao nữa, bởi vì là thuế lại chuẩn bị 10% rồi. Mà thuế 10% thì xe mới lại tăng, và xe mới tăng thì lại xe cũ tăng thôi. Khan hàng thì bắt buộc là tăng thôi ạ, quy luật rồi. Chiếc Kia Cerato màu vàng cát này thì bên em đang chào bán là 495 triệu các bác nhá. Vừa bác hỏi em là xem lại Fortuner đúng không ạ? Ok Trang Anh. Anh ơi, chiếc Hyundai Accent thì em đang có 2020, em đang chào bán là 508 triệu số tự động. Đây, anh vừa hỏi là muốn xem lại. Cái ông nào mà năm ngoái ấy, ra cứ xui bảo đợi ra Tết thì xe nó rẻ thì mắng cho trận. Làm năm nay xe tăng đến 2-30 triệu. Lê Lộc Tiền xem Mazda 6 giữ máy. Anh xử trở lại xem lại chiếc xe Fortuner đây anh ơi. Chiếc xe này là bản 2.5, một cầu, số sàn máy dầu, 5 chỗ ngồi, xe lắp ráp tại Việt Nam. Em đang chào bán chiếc xe Fortuner này để các anh các chị tham khảo là 685 triệu anh nhé. Đây ạ, 685 triệu cho chiếc xe Fortuner bản 2.5, một cầu, số sàn, 7 chỗ ngồi. Bạn Lộc Tiến xem Mazda 6 giữ máy một chút nhé. Nếu anh chị cần chi tiết thông tin của chiếc xe Fortuner này, xin vui lòng để lại thông tin giúp em là gửi cho anh hình ảnh chiếc xe Fortuner. Thì kết thúc buổi live em sẽ kết nối đầy đủ thông tin cho anh chị. Bởi vì chiếc xe này em cũng đã quay, đã chụp hình ảnh rất là chi tiết, rất là cụ thể rồi ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Fortuner bản 2.5, một cầu, số sàn, máy dầu. Em đang chào bán là 685 triệu. Anh Lộc Tiến còn giữ máy không anh? Anh vừa hỏi em chiếc Mazda 6 đúng không ạ? Cả nhà nhìn thấy gầm cao em không còn nổi một xe nào. Nếu mà xe rẻ thì em đã mua vào rồi. Được gì mà để tiền ở trong tài khoản. Bây giờ tiền thì để trong tài khoản thôi, mà xe thì không mua được. Tucson em hết sạch rồi anh ơi. Chiếc 17 màu trắng về khách cũng cọc rồi. Chiếc màu vàng cát em cũng bán. Bản Turbo em cũng bán rồi. Làm gì còn chiếc gầm cao nào đâu.
Cà rốt màu đen em không có ạ. Kia 7 chỗ, con Kia 7 chỗ là Kia Rondo. Chiếc xe đấy mai em về nhé. Em bán 435 triệu 2018 số sàn 7 chỗ ngồi đấy, chiếc Kia Rondo. À, tầm 400 à, tầm 400 thì à. Chả biết là tầm 400 hôm nay có những chiếc xe nào tự nhiên không nhớ. Để từ từ em nhớ đấy, em báo lại nhé. Anh ơi, anh Ngô Đình Đồng ơi, có mua được đâu anh? Anh nhìn thấy nhà em có bao giờ trống nhà như thế này đâu ạ. Các anh các chị bảo đi buôn mà bây giờ trống nhà như thế này. Mà trong lúc đấy tiền thì nằm ở trong tài khoản. Đấy, trống hoắc nhà luôn. Đấy mới là sợ đấy ạ. Người ta không bán được, cái nhà em lại không mua được xe để mà bán. Bởi vì lựa chọn xe đẹp, cứ về đến đâu là hết đến đấy. Nên là nhà em trống hoắc nhà luôn. Gầm cao có còn một chiếc xe nào đâu ạ. Tucson màu đen em chưa có hàng ạ. Bản Lộc Tiến này, chiếc Mazda 6 bản Premium đây. Chiếc xe này là 2017, biển Hà Nội, chạy 5,6 vạn. Bản Premium bạn nhé. Bản Premium là lăng răng của nó là 19 inch này. Rồi là chế độ hách kính đầy đủ này. Ghế điện đầy đủ này, ghế nhớ này, cảnh báo chuyển làn này, cửa sổ trời. Và chiếc xe này thì mới đi có hơn 5 vạn thôi. Lại được cái là biển thủ đô nữa. Bên em đang bán là 685 triệu. Xe thì chẳng có cái gì để mà chê cả. Chỉ có nghĩa là anh chị chỉ có quan tâm là bàn về giá thôi. Như chiếc xe này thì nó lại giữ giá này. Đấy, như dòng Cerato, rồi dòng Accent, rồi Tucson Santa Fe. Các bác biết không, con Tucson mà 2021 trong Tết em bán có 875. Mà bây giờ em mua vào 880 triệu, 885, còn không có xe để mà mua. Kinh khủng không? Nhưng bây giờ mình vẫn phải mua để bán thôi, làm thế nào được ạ. Đây, chiếc xe này là Mazda 6 đây. Bản Premium nhá. 2.0 Premium, phanh điện tử, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Ghế điện, ghế nhớ đầy đủ, la răng 19 inch. Hách kính đầy đủ. Và chiếc Mazda 6 bản Premium này bên em đang chào bán là 685 triệu. Như những dòng như Mazda này thì nó lại vẫn còn hàng, nó còn hàng nên là nó không bị đẩy giá lên. Đấy, như dòng Mazda thì nó lại không bị đắt, em vẫn bán như thế. Rồi những dòng như Vios thì giá vẫn như vậy. Chỉ có dòng Cerato này, Tucson này, Santa Fe này, rồi là Accent, thì những cái dòng đấy thời điểm này thì cao hơn trong Tết thôi. Ok anh Hùng Nguyễn. Anh Thành Dung ơi, chiếc xe Fortuner em đang bán là 685 triệu. Em xin đọc lại này. Toyota Vios bản G 2018, xe chạy 3,5 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, em đang chào bán là 495 triệu. Chiếc xe Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động 2020, chiếc xe này là biển 12 Lạng Sơn, chạy 3,2 vạn, em đang chào bán là 508. Chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt số tự động 2019 ATH, chiếc xe này em đang chào bán để anh các chị tham khảo, có giá là 505. 2019 bản đặc biệt thì nó sẽ bằng giá 2020 bản tiêu chuẩn. Và ngoài ra thì còn rất rất là nhiều các mẫu xe mà tiếp tục ngày mai em về nữa. Cũng không phải là để trống nhà như thế này đâu. Nên là anh chị cứ yên tâm. Thì các anh các chị ghé về showroom của bên em là 166 nhá, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe, hoặc đăng ký fanpage hoặc kênh YouTube của em, hoặc nhắn qua Zalo. Bây giờ em sẽ check tin nhắn, hoặc anh các chị có thể gọi điện, em sẽ tư vấn và sẽ gửi từng mẫu xe. Bác nào ưng chiếc Vios này, thực sự nếu mà ưng nhá, đúng với tầm tiền anh chị đang tìm. Vios thì không tăng giá đâu ạ, Vios thì bọn em vẫn mua như vậy, vẫn bán như vậy từ trong Tết đến giờ. Nên là nếu như anh chị quan tâm chiếc Vios này thì gọi điện luôn đi. Bởi vì chiếc xe này nó rất là đẹp và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kính chúc các anh các chị một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tổng hợp tối ngày mai. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và quan tâm ạ.